vui được chào đón anh chị em quay trở lại với kênh của Nam Audio. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu dần dần các cái sản phẩm mới nhập về trong ngày hôm qua. Clip đầu tiên này thì em sẽ giới thiệu đến anh em Tân Sui SS825 mã. Thì cách đây khoảng nửa tháng thì em cũng đã đăng lên báo cáo với anh em là em đã mua được một em bày ở triển lãm của Nhật, máy trong tình trạng đẹp thiếu xốp, đẹp xuất sắc luôn anh em nhìn ạ. Đẹp từ cái độ mới của nó nhá, đến nội thất cũng như là lóc, đáy, lúm đều rất là đẹp, không có gì phải bàn cãi cả. Em này thì kích thước ngang 43, cao 13, sâu 28, máy thì chạy điện 100 và có công suất tiêu thụ 10W. Em nhìn hậu phía sau rất đẹp, số series. Đấy. Em này thì khác với em SE8 trơn là có led đầu cần nhé. Còn đây, lóc thì em đã tháo sẵn cho anh em nhìn luôn, không lau chùi luôn nha anh em nhé. Em này thì không cần phải vệ sinh, máy rất đẹp. Em cũng đã tháo sẵn nội thất cho anh em nhìn. Này, đáy phía sau thì em đây để em nhấc luôn cho anh em nhìn. Em này rất đẹp, trắng muốt. Đây, em nhìn từ cái lúm đế cao su để kê cho nó cũng rất là đẹp. Em thấy không ạ? Gần như là không có một vết xước, không có vết tay nữa. Máy chạy điện 100 anh em nhé. Sản phẩm này thì em đấu giá nên giá nó sẽ cao hơn cái mức giá mà hàng em nhập bình thường nhé. Và em cũng đã nói rồi, em này thì nếu như anh em nào mà chấp nhận được cái giá cao mua để sưu tầm bày thì có thể là liên hệ với em qua số điện thoại ở trên bảng. Và giá của em này thì bên em đang đưa ra với giá là 9 triệu anh em nhé. Chắc chắn một điều là sẽ đắt hơn giá bình thường của bên em những em máy khác. Em này thì là em nói luôn, đó là hàng em mua tại triển lãm Nhật nên giá nó sẽ cao hơn. Và nếu như anh em nào mà đang lăn tăn quá về giá thì có thể lựa chọn lấy SE8 trơn nhé. SE8 trơn thì bên em vẫn đang đưa ra với cái giá là 7 triệu 500 nghìn, không có led đầu cần nhé. Em vẫn còn một sản phẩm đó. Và nếu như lựa chọn màu đen thì có thể lấy SE88 hoặc SE80, phân khúc giá là dưới 7 triệu và 8 triệu 500 nghìn cho hai em Sơn Xui đó. Thì hiện giờ Sơn Xui thì em đang có 4 model: 80, 8 trơn, 825 mã và SE88 nhé. Đấy, còn em này thì không phải giới thiệu gì nữa rồi, máy nó rất là đẹp, chỉ có điều là cái giá nó sẽ nhỉnh hơn. Anh em nào có thể đáp ứng được cái giá thì dinh em này vậy, được chưa ạ? Máy thì em bao đẹp, không tì vết luôn. Với em này thì không có cái điểm gì để em phải giới thiệu cả. Đấy, chỉ có điều là giá nó hơi nhỉnh hơn so với các em khác. Lý do thì anh em biết rồi, đấy là hàng mua tại siêu thị Nhật nên giá nó sẽ cao hơn. Còn đây là các cái sản phẩm em mới cập bến này. Thì em có SE ADC 42X chưa lên sóng nhưng mà đã có khách chốt rồi nên là em sẽ không giới thiệu nữa, và em sẽ chỉ làm một cái clip là test em đó đi cho anh khách ở dưới Nam Định thôi. Đây, em đã vệ sinh em này để sẵn đây rồi. Còn lại những cái mã ADC khác, nếu như anh em nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại để trên bài nhé. Em sẽ kết tận từ clip lại đây. Anh em nào cần ảnh nội thất thì hãy liên hệ với em. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều.